Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023. Trong bản tin, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Bình Định. Phát hiện xưởng sản xuất giấy giả các thương hiệu nổi tiếng. Vườn quốc gia Sóc Đôn nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã. Anh và EU nhất trí hợp tác trong vấn đề di cư. Nga giữ vững lập trường về sáng kiến ngũ cốc biển đen là những tin thế giới đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Hội nghị nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2022-2027 giữa hai địa phương, đồng thời tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch tại tỉnh Đắk Lắk đến Bình Định và ngược lại. Việc tăng cường liên kết quảng bá xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Đắk Lắk sẽ phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch hai địa phương, khai thác tốt hệ thống di sản, du lịch biển, văn hóa, sinh thái cộng đồng, kết hợp mua sắm. Thông qua hội nghị, đại diện các doanh nghiệp hai tỉnh trao đổi các giải pháp tăng cường việc hợp tác phát triển tour liên kết, nhất là trong dịp mùa hè năm 2023, tăng cường truyền thông, thu hút khách du lịch đến Bình Định và ngược lại. Ngày 17 tháng 5 năm 2023, huyện ủy Chư Quynh đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng nhân dịp sinh nhật Bác. Trong đợt này, Đảng bộ huyện Chư Quynh có một đảng viên được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, hai đảng viên được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đảng viên được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và hai đảng viên được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện phấn đấu của các đồng chí đảng viên, đồng thời là niềm vinh dự để các đảng viên tiếp tục phấn đấu nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, giữ vững và nêu cao phẩm chất của người đảng viên trong thời kỳ mới. Tại xã Yên Ninh, huyện Chư Quynh, Ban Toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tuyên truyền phổ biến Nghị định số 123 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông cho các trưởng thôn buôn, chi hội trưởng, chi hội nông dân trên địa bàn huyện Chư Quynh. 4 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Chư Quynh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 6 người so với cùng kỳ năm 2022 tăng 6 vụ, tăng 7 người chết, tăng 5 người bị thương. Trong đó, tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 27 là 5 vụ, chiếm 62,5%. Tại hội nghị, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 123 về hành vi vi phạm, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, phổ biến quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hội nghị nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông tại địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Esup vừa tổ chức hội nghị tổng kết luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thời gian qua, để bảo đảm tốt các quyền lợi cũng như chế độ chính sách đối với cán bộ sĩ quan, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Esup đã triển khai chặt chẽ việc học tập, quán triệt hướng dẫn thực hiện luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiều cán bộ sĩ quan được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, bảo đảm cho 100% cán bộ và thân nhân được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện tốt việc đóng bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện bố trí cho cán bộ sĩ quan công tác gần gia đình. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với việc thực hiện luật trong thời gian tới như cơ chế đặc thù cho địa phương trọng điểm về quốc phòng an ninh, chính sách hỗ trợ về việc nâng lương, nhà ở, đất ở, thu hút nhân lực trẻ có trình độ vào quân đội, v.v. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, bình quân mỗi năm học toàn tỉnh có 18 đến 25 học sinh trung học phổ thông được kết nạp đảng. Việc bồi dưỡng phát triển đảng viên từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho các tổ chức cơ sở đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên mà còn góp phần quan trọng trong việc định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường, đồng thời giúp các em học sinh sống có lý tưởng và hoài bão hơn. Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục Đắk Lắk
đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là học sinh các trường trung học phổ thông, qua đó tạo điều kiện cho các em, những đoàn viên ưu tú sớm giác ngộ lý tưởng của đảng, nâng cao ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện phát huy vai trò, nêu gương trong các hoạt động. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk xác minh làm rõ để xử lý một xưởng sản xuất giấy vệ sinh, giấy ăn giả, các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn ở tổ dân phố 9, phường Eta. Chủ cơ sở này là ông Nguyễn Trọng Diệu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Diệu đang chỉ đạo 4 nhân công vận hành các máy gia công giấy, cắt giấy, ép nhiệt, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm các loại giấy vệ sinh, giấy ăn giả, các thương hiệu nổi tiếng. Tổ công tác đã lập biên bản niêm phong tạm giữ toàn bộ sản phẩm gồm 313 thùng giấy các loại, 225 cây giấy các loại, 77,2 kg bao bì, 167 bì giấy cắt tông các loại cùng các máy móc được sử dụng để sản xuất giấy. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc chuyển những cây trồng kém hiệu quả sang trồng những cây cho hiệu quả kinh tế cao đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Mờ Ga có được nguồn thu nhập cao và bền vững, trong đó có mô hình trồng nhãn lồng Hưng Yên. Năm 2020, qua tìm hiểu và tham quan một số mô hình kinh tế ở các địa phương trong tỉnh, nhận thấy trồng nhãn Hưng Yên không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp và phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai tại địa phương. Anh Nguyễn Trọng Đạt ở xã E Kiết đã mạnh dạn chuyển đổi 2 hectare đất trồng cà phê kém hiệu quả của gia đình sang trồng 2.000 cây nhãn. Nhờ chăm sóc cẩn thận, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nên vườn nhãn phát triển tốt, ít sâu bệnh. Cây nhãn này khỏe mạnh, cho trái tốt đều, không có không kén đất với cả không kén khí hậu nữa. Phù hợp rất là tốt với cả điều kiện của Cư Mường Nga mình. Thời điểm này, mặc dù vườn nhãn chỉ mới có 400 cây cho thu bói, nhưng anh Đạt vẫn thu được sản lượng ước đạt hơn 8 tấn. Các thương lái đến tận vườn mua với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ hết chi phí, đem lại thu nhập hơn 160 triệu đồng. Khi vườn nhãn bước vào giai đoạn kinh doanh chính thì năng suất sản lượng vườn cây sẽ còn cao hơn. Năm nay là ước tính một cây này cho năng suất là từ 20 đến 25 kg quả trên một cây. Mỗi một cây là chi phí chưa hết 100.000 á. Khoảng đến 7 đến 80.000 trên một cây chi phí, trừ chi phí thì năm nay bà con như của em đây là trừ chi phí thì một cây là đang thu lợi nhuận về 300.000 trên một cây đấy. Từ hiệu quả của mô hình trồng nhãn Hưng Yên mang lại, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn xã E Kiết đã đến tham quan học hỏi kinh nghiệm. Để nâng cao hiệu quả tăng thu nhập, anh Đạt đang nghiên cứu, học tập và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để cây nhãn cho ra quả theo thời điểm mong muốn để bán được với giá cao hơn, đồng thời chiết ghép cây giống để cung cấp cho người dân ở địa phương. Có thể nói rằng trên một diện tích mà 2 hectare trước đây, anh là trồng ca cũng như trồng các loại sen cây như do đất bạc màu của lâu năm thì thu nhập là cũng không được bao nhiêu sau trừ chi phí. Tuy nhiên anh cũng đã mạnh dạn học hỏi để đây chuyển đổi cơ cấu trong là cái nhãn lồng này, và hiện nay thì cho mặc dù là thu bỏ thôi, tuy nhiên từ các chi phí thu nhập thì chi phí rồi cũng thu nhập là cũng khá hơn so với trồng cà phê cùng một số loại cây khác. Và đối với hội nông dân xã thì đã là xuống là đưa anh em tập học tập ở chỗ anh Nguyễn Trọng Đạt để rồi tuyên truyền vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là cây nhãn lồng, để rồi làm ăn phát triển kinh tế và đưa cái mô hình này là phát triển kinh tế thu nhập cho gia đình. Trong bối cảnh giá cả các mặt hàng nông sản khá bấp bênh thì thành công của mô hình trồng nhãn lồng Hưng Yên ở xã E Kiết sẽ mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân trên địa bàn, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp ở huyện Chư Mờ Ga. Thưa quý vị và các bạn, vườn quốc gia Gióc Đôn là vườn quốc gia lớn thứ hai cả nước với diện tích hơn 115.000 hecta, là nơi duy nhất bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp ở Việt Nam. Nơi đây có khoảng 650 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Để bảo vệ những loài động vật hoang dã, lực lượng kiểm lâm của vườn quốc gia Gióc Đôn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn các hoạt động săn bắt thú rừng và tạo môi trường sống an toàn cho các loài động vật hoang dã. Chiếc bẫy lò xo này vừa được các cán bộ trạm kiểm lâm số 9 thuộc vườn quốc gia Gióc Đôn phát hiện.
Khi vướng vào chiếc bẫy này, các con thú khó có thể thoát ra được. Theo cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia, có những ngày đơn vị phát hiện thu giữ trên 10 chiếc bẫy các loại. Cái bẫy này gọi là bẫy lò xo. Các đối tượng đặt thì thường là chôn giấu dưới đất, vì vậy cho nên là anh em rất là khó phát hiện. Khi thường bị dậm vào là khi đó mới phát hiện ra thì thường bị là gãy chân hoặc là bị dính vào chân. Các cái loại thú thì do là khát nước, về mùa khô khát nước, vì vậy cho nên thường là xuống hồ để uống nước, vì cho nên là thường xuyên bị dính cái bẫy này. Trong thời gian qua, lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Sóc Đôn đã thu giữ hàng ngàn chiếc bẫy, trong đó phổ biến là bẫy dây, bẫy kẹp, bẫy cạp, tính sát thương rất cao. Đa phần các loại bẫy dây này được đặt ở gần các vũng nước, hố nước trong rừng. Khi động vật đến uống nước sẽ dễ vướng vào bẫy. Áp lực vào rừng của vườn quốc gia Sóc Đôn là cũng là rất lớn, vì sao? Xung quanh cái khu vực vườn là dân cư là đóng là rất là nhiều, và cái đời sống của họ, đời sống kinh tế của họ gặp nhiều khó khăn, và phong tục tập quán của họ là vẫn sống là vẫn phụ thuộc vào rừng, như là săn bắn bẫy bắt cũng như là hái lượm các cái sản phẩm ở trong rừng là vẫn còn, nên cái áp lực vào vườn quốc gia Sóc Đôn là rất là lớn. Lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Sóc Đôn đã triển khai nhiều biện pháp như bố trí nhiều vị trí chốt đóng tại các nơi trọng điểm, tăng tần suất tuần tra quanh khu vực các đối tượng có thể lợi dụng săn bắt động vật. Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ như triển khai máy ảnh tự động giám sát, hay còn gọi là bẫy ảnh kỹ thuật số, là một trong những biện pháp hỗ trợ đắc lực, vừa giám sát được đa dạng sinh học, vừa phát hiện kịp thời các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng. Bẫy ảnh vào rừng, thứ nhất là xác định được cái tần suất động vật rừng xuất hiện. Cái thứ hai là kiểm soát được các đối tượng vào rừng. Mà khi mà mình phát hiện các đối tượng vào rừng ảnh chụp được, thì như vậy mình sẽ phối hợp với cơ quan chức năng như công an, rồi là chính quyền địa phương vào phối hợp là điều tra này, rồi thì tuyên truyền giáo dục và giúp cho họ nhận thức được để ngăn chặn cái tình trạng là họ lén lút vào rừng. Sau nhiều tháng chống chọi với mùa khô, giờ đây mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu, nhưng mối đe dọa đến với thú rừng cũng phần nào giảm đi. Thế nhưng những cán bộ kiểm lâm vẫn luôn đề cao cảnh giác để bảo vệ những cánh rừng và các loài động vật quý hiếm nơi đây.